bún bò Văn Thiết khác cái vị bún bò Huế. Cái xài bún bò ở đây nó cũng nhỏ à. Dạ, kính chào quý vị khán giả buổi sáng. Columbian đang có mặt tại Phan Thiết và bây giờ thì mời quý vị chúng ta đi khám phá ẩm thực Phan Thiết. Quán là phở bò gà, mì quảng, bún bò Huế, hủ tiếu xương, cơm gà, cơm sườn. Còn kế bên đây nữa là quán ăn Như Âu, có bánh mì bò bít tết. Không biết chồng món gì. À, chung một nhà. Ô vui à. Dạ. Ủa, ở đây là có món gì chị? Phở bún. Có mì quảng luôn hả? Có mì quảng luôn. Mì quảng Phan Thiết, không phải mì gì chung. À, mì quảng Phan Thiết hả? Ồ. Vô luôn. Rồi. Còn kiểu này chắc bữa nay chắc phải ăn 3 món quá. Bên kia là 170. Đây là địa chỉ 174 đường Tôn Đức Thắng nha. À. Đó là bún bò hay là mì quảng con? Bún bò. Ồ. Thôi ăn tô bún bò đi. Nhớ đây là món nào là món nào ăn cũng được. Món nào cũng được. Món nào cũng được. Bún bò này thấy bún bò cái da ngon á. Giờ tới em hả? Em à. Ở trong nó bự hơn. Ở trong bự hơn à? Ở trong bự mà to, nó to, to dữ vậy hả? Dạ. Yeah. Ra đây cho chị chút xíu. Ra đây có chút xíu. Nhìn quá đẹp. Bún bún anh ăn bún á. Ăn bún em mà bún, dăm bún nước trong nha. Này hôm nay quyết tâm ăn quán này xong lết qua quán kia ăn tiếp. Cái lưng không các. Dạ, cái bảy nhật đông lắm hả chị? Dạ. Tại nay sáng sớm quá mà mới có 6 giờ sáng à bà con cô bác. Rồi. Hấp dẫn. Bún bò rau muống. Dạ mới 6 giờ sáng à. Các bạn trong đội hình còn đang say giấc nồng. À, cảm ơn chị. Bánh sơn phở gà hả? À. Ăn phở gà xong lát qua anh đi ăn, ăn bò bánh tết kìa. Nước nó ngọt quá. Cái vị bún bò Văn Thiết khác cái vị bún bò Huế. Ra cái vị ở đây giống như cái vị bún bò Huế mình, bún bò miền Tây mình đó. Còn cái sa tế này nó cũng khác nè ha. Rồi thử miếng ra cái sa tế xoa nha. Quán này rất là gia đình, rất là dễ thương, rất là sạch sẽ luôn. Nãy mình hỏi anh chủ khách sạn cái quán ở đây gần quán nào ngon, nói quán này ngon nè, quán kế bên này cũng ngon nè, thường mà khách du lịch ra là đông lắm. Ở đây là số 174 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Đặc biệt là đây có cái nào húng lũi nữa.
nạm bò xuất sắc không? Sợi bún bò ở đây nó cũng nhỏ chứ nó không có to như cái sợi sợi bún này, nó đúng nghĩa là giống như sợi bún á, nó là sợi bún tươi mà nó luôn. Cái này quên hứng. Hèn chi thấy nó thiếu thiếu gì không biết. Ngon. Mềm, rất ngon luôn. Nạm bò là ngon lắm nha bà con. Cái nước dùng ở đây nó hơi ngọt, giống như nước dùng miền Tây đó. Chanh rất là ngon quá các bạn. Có thể thêm một ít miếng chanh, thêm ít nước mắm vô là tự nhiên ngon. Nói chung là cũng khó nói lắm, mỗi khẩu vị mỗi vùng miền nó mỗi khác. Ngon quá trời. Mình ăn bún bò, chợ bún riêu mình là mình cực kỳ thích ăn huyết. Mà không những một mình ramen ở nhà mình ăn vậy luôn. Ở ngoài Phan Thiết này có một cái quán bún bò mà người ta hay nói bún bò dơ, đừng đặng đạo. Hồi xưa mình ăn rồi. Mà nói thật đó, mình rất là thích luôn. Mà lâu lắm cũng chưa có trở lại. Bữa nay sáng nay đi ra thì thấy ở đây có sẵn ăn. Rồi chắc quán này quán của bà chị. Ăn xong bà chị qua kêu mình ăn tiếp. Cái bên có quán bít tết mà thấy nó cũng hấp dẫn lắm, nên là chắc là bây giờ mình sẽ khép lại video này tại đây. Rồi đó là con của bác mình ra đây ăn thử nha, quán Phôi Nguyên có đầy đủ các món hết. Mình đã thử món bò, còn mì quảng, còn miếng gà, phở gà, hủ tiếu xương nữa. Dạ, nhiều món. Không gian quán thì rất là ngồi rất là thoáng mát sạch sẽ, buổi sáng ngồi sướng lắm. Trăm bảy mươi bốn đường Tôn Đức Thắng, giờ mình lết qua 176 làm tiếp, bà con các bác đón xem tiếp nha.